Rồi, chào tất cả các bạn đam mê diều nha. Này gió lớn các bạn ơi. Chuẩn bị cất cánh nha. Lên được một số diều rồi. Lên được 5 con rồi đó nha. Lớn lắm. Con này là của mình. Chùm luôn. Quá nắng. Thử đùi cá nha. Dầm thuyền ghê. Quá cỡ. Mày đá luôn. Quá lớn. Quốc dân đức bông gì tùm lum. Nóng ghê chưa. Này mà đi thả diều và đã luôn á. Mình đang sửa lèo nha. Dưới đây một con diều đang mắc dây điện rồi, lấy xuống được thôi chứ không có gì. Quá chát. Đó, nghe một trời đó. Nó thấy luôn ha. Một em xanh trái đỏ. Bay hả? Chà, cái bay cắt cánh. Chết mẹ. Nó bay dứt vô đâu rồi? Bay dứt vô đâu rồi trong trống? Bay dứt vô đâu rồi trong trống quay dữ à? Chống được ghê ạ.
chân dây nào á. Chết mẹ, hạ luôn rồi, xuống sân bay rồi. Chúng mua con chó hạ luôn đi, đi vô một cái. Xong rồi hả? Rồi cho lên luôn đi. Rồi. Chà, giờ chụp chống quay dữ. Rồi, cất cánh thành công. Quá dữ, đứng luôn. Quá, rồi. Sân bay nào đó. Sân bay nào xuống đó. Mày ghê. Bay rồi đó, đặt xuống rồi. Chống quầy dữ à. Rồi máy bay kia bay nữa kìa, cánh nữa kìa. Phân dây máy bay lên. Rồi, ok chưa? Quay đâu? Chết chà, chết chà. Wow. Có sân bay nó xuống rồi đó.
cảm nha, bữa nay nắng quá quay không rõ các bạn ơi, không thấy đường quay. Sân bay xuống qua rồi lại quá rồi hôm qua mình hết thấy đường quay các bạn ơi. Thôi giờ mình quay đến đây kết thúc, còn nhiều lắm chưa thả nữa nè. Tất cả các bạn đã theo dõi nha, xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nhé nha.